Hả? Lui sang, lui lên. Tôi lên này hả? Không, lui hẳn ra. Ra đây hả? Đấy. Đúng rồi đấy. Để đầu anh không? Đó, nửa mặt. Mặt đây. Căng quá. Thấy chưa? Thấy được rồi. Đứng yên đấy đi. Em cũng được rồi, điều chỉnh như thế. Bảy mươi lăm ca. Cũng lại 75.000 cơ. Được thì lấy kia cuốn vào. Cuốn chân vào. Lấy băng dính này. Cuốn luôn vào. Buộc luôn vào. Đặt góc khác, quay từ bên ngoài quay ra. Hiểu không? Hiểu. Máy xúc, à, máy đục, đục bê tông này. Đây ạ. Máy múc này. Covid này. Xúc lật này. Xe lu này. Không còn thiếu cái gì nhỉ? Xúc lật, xe lu. Máy đục, máy xúc. À, đủ bộ của một công trình. Cà lê à? Cái đấy không có cà lê à? Ừ, cái vỏ con này nó bị xỉ ở đâu ấy? Không phải nó vấn đề là ở đấy đâu.
Kênh đều có tiền mỗi ngày.